Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 24 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 120.000 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 8.000 ca so với ngày trước đó, và số ca mắc mới ghi nhận tại 62 trên 63 tỉnh thành. Cụ thể, tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 3 đến 16 giờ ngày 24 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, gồm có 8 trường hợp nhập cảnh,